Thưa quý vị, tình trạng mưa lớn kéo dài trên địa bàn Hà Giang vào chiều ngày 9 tháng 6, khi một nguồn nước lớn từ các khe núi đổ ra đường xuống sông Nho Quế đã khiến xe khách, xe tải và xe máy của du khách đã bị mắc kẹt. Khoảng 14 giờ cùng ngày, nước từ khe núi cao đổ xuống đoạn đường 6 km đường 193A xuống bến thuyền hẻm Tu Sản, sông Nho Quế thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc. Sau ít phút, nhiều đoạn đường đã bị phá và hai xe khách 16 chỗ, 3 xe tải, 3 xe con, 10 xe máy bị mắc kẹt trên đoạn đường dài khoảng 1 km. Một số người dân và du khách vẫn kịp chạy lên các điểm cao, nhưng phương tiện thì lại nằm ở giữa đường và bị vùi lấp. Có người đã phải bám vào cây, tảng đá để không bị nước cuốn trôi. Đến hơn 15 giờ khi mưa dừng, du khách cùng với phương tiện mới có thể đến vị trí an toàn hơn. Chính quyền của xã Pả Vi đã điều động máy xúc đến khơi thông dòng nước, làm điểm cản nước cho người dân bám, đồng thời bố trí người trực chốt cảnh báo nguy hiểm. Và để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã lập chốt phân luồng suốt đêm để người dân không thể di chuyển vào tuyến đường sông Hoa Quế. Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua thì đợt mưa lớn bao trùm ở toàn miền Bắc đã gây ra tình trạng sạt lở và ngập lụt tại nhiều tỉnh thành phố như Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định và Điện Biên. Cụ thể, đêm qua sáng sớm nay, Hà Giang là nơi mưa lớn nhất cả nước. Nhiều điểm mưa từ 100 đến 200mm. Vị Xuyên, Hà Giang có mưa 226mm. Do mưa lớn, trên sông Lô xuất hiện lũ khẩn cấp. Dự kiến sáng nay lũ đạt đỉnh vượt báo động 3 khoảng 150cm. Sau đó duy trì ở mức cao trên báo động 3. Cảnh báo các khu vực ven sông Lô tại thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên có nơi bị ngập lụt. Tại thành phố Hà Giang, sáng sớm nay, nhiều khu vực cũng đã xảy ra ngập úng, nước tràn vào nhà dân, nhấn chìm các phương tiện. Nhiều tuyến đường bị sạt lở như đường Vị Xuyên đi Quản Bạ, quốc lộ 4C đoạn từ Đồng Văn đi Mèo Vạc, đường từ quốc lộ 4C xuống lòng hồ thủy điện Nho Quế, đường trung tâm huyện Mèo Vạc đi xã biên giới Xín Cái bị sạt lở nhiều điểm. Nhiều đoạn đường qua suối, nước lũ dâng cao gây ách tắc giao thông cục bộ. Còn tại Cao Bằng, mưa lớn đã gây sạt lở đất tràn vào nhà của hơn 20 hộ dân, hơn 30 điểm sạt lở đất trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, nhiều nơi bị sạt trượt mặt đường gây đứt gãy, ách tắc giao thông. Gần 100 hecta diện tích đất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi, ngập úng, nhiều công trình trường học, kênh thủy lợi, chuồng trại bị hư hỏng. Tại Hải Phòng, trận mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực nội thành đã bị ngập nặng, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt của người dân trong ngày hôm qua. Đến sáng nay, tình trạng ngập úng vẫn còn xuất hiện tại một số nơi, hàng trăm hecta cây cảnh, rau màu có nguy cơ bị thiệt hại. Trong ngày hôm qua mùng 9 tháng 6 tại Quảng Ninh, mưa lớn kéo dài tại các địa phương như huyện Hải Hà, Lâm Hà, thành phố Uông Bí gây ngập cục bộ. Bên cạnh đó, nước sông suối dâng cao gây ngập ngầm tràn tại một số xã của thành phố Hạ Long, huyện Ba Chẽ. Do mưa lớn gây ngập sâu, chính quyền phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí cũng đã phải cử lực lượng di dời một số hộ dân của phường vì nằm trong khu vực nguy hiểm. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng yêu cầu ngành điện cắt điện tạm thời tại một số khu vực ngập lụt để đảm bảo an toàn cho người dân. Tình trạng ngập lụt cũng diễn ra tại Nam Định. Nhiều tuyến phố của thành phố Nam Định ngập sâu khiến ô tô bị chết máy. Thưa quý vị, sau những ngày mưa lớn kéo dài thì bước sang tuần này, miền Bắc và miền Trung sẽ chuyển sang thời tiết tạnh giáo và có nắng nóng, thậm chí có nơi nắng nóng gay gắt. Riêng khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ duy trì ngày nắng và chiều tối có mưa. Theo các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 10 ngày tới, tức từ ngày 10 đến ngày 20 tháng 6, thời tiết Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Thời gian mưa, dông tập trung vào chiều tối và đêm. Ban ngày, trời nắng gián đoạn. Riêng từ khoảng ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, và đặc biệt là ngày 16 đến ngày 18 tháng 6, ngày có nơi nắng nóng gay gắt. Tại khu vực Trung Bộ, từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 6, có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gay gắt. Cũng tại thời kỳ này, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to, thời gian mưa dông tập trung chính vào chiều và tối, ban ngày có nắng gián đoạn. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong những ngày có mưa dông, người dân lưu ý các biện pháp phòng tránh lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ra ngập úng tại các khu vực đô thị. Ngày 9 tháng 6, trong khi đang khai thác hải sản trên biển, một ngư dân của Nghệ An sau khi cứu người đã bị rơi xuống biển và bị sóng cuốn trôi, mất tích. Khoảng 2 giờ ngày 9 tháng 6,
thuyền đánh cá do ông Hồ Văn Cậy, sinh năm 1967, trú tại xóm Tân Lập 1, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, làm chủ phương tiện, có vợ là bà Nguyễn Thị Luật, sinh năm 1971 đi cùng, đang khai thác hải sản tại khu vực vùng biển huyện Nghi Lộc. Do sơ suất nên bà Luật đã bị rơi xuống biển. Ông Cậy đã nhảy xuống cứu vợ. Tuy nhiên, sau khi đưa được bà Luật lên bờ thì ông Cậy đã bị sóng biển cuốn trôi và mất tích. Sau khi nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò, Bến Thủy và các đơn vị liên quan triển khai lực lượng phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn. Trong khi đó, ngày hôm nay 10 tháng 6, lực lượng chức năng quận 10, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra nguyên nhân đám cháy lớn xảy ra ở căn nhà 2 tầng trên đường Bắc Hải thuộc phường 15, khiến 5 người bao gồm cả người già, phụ nữ và trẻ em bị mắc kẹt, được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và người dân cứu thoát ra ngoài an toàn. Thông tin ban đầu, vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 9 tháng 6, khói bốc phát từ bên trong của tòa nhà khiến cho diện tích khoảng 100m², kết cấu gồm một trệt hai lầu. Người dân tìm cách dập lửa song bất thành và ngọn lửa bao trùm căn nhà, nhiều người thì bị mắc kẹt ở bên trong. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận 10 đã điều động nhiều xe và hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, dùng vòi rồng phun nước dập lửa. Một số cảnh sát đã dùng thang tiếp cận cứu người. Và bước đầu xác định là có 5 người ở trong một gia đình bao gồm người già, phụ nữ và cả trẻ em đã được đưa ra ngoài an toàn. Cảnh sát đã bảo vệ không để đám cháy lan sang các khu vực nhà dân xung quanh. Diện tích cháy khoảng 184m² và hiện vụ cháy nhà ở đường Bắc Hải đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ. Thưa quý vị, gần 100.000 học sinh ở Hà Nội đã hoàn thành 3 môn ngữ văn, toán và ngoại ngữ thi vào lớp 10 công lập. Từ đề thi năm nay, thì các giáo viên dự đoán điểm chuẩn có thể giảm nhẹ khoảng từ 0,5 cho đến 1 điểm. Theo đó, một số giáo viên tại Hà Nội dự đoán điểm chuẩn các trường top như là Yên Hòa, Cầu Giấy có thể giảm nhẹ vì tuy đề khó hơn nhưng mà học sinh lại đông hơn và tỷ lệ chọi thì cũng cao hơn. Điểm chuẩn chung khả năng cũng sẽ giảm nhẹ. Một số giáo viên tiếng Anh cũng cho rằng đề thi có cấu trúc ổn định như các năm, không có biến động về số câu hỏi trong từng phần. Nội dung thì kiểm tra quen thuộc nằm trong chương trình, không đánh đố nhưng có tính phân loại cao, bám rất sát đề minh họa đã đưa ra trước đó. Cho nên học sinh trung bình có thể đạt từ 6,5 đến 7 điểm, học sinh khá giỏi đạt trên 8 điểm. Điểm trung bình môn tiếng Anh cũng có khả năng sẽ giảm khoảng từ 0,5 cho đến 1 điểm. Theo lịch công bố từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 9 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 tại các trường.